Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Trước mắt chúng ta là đền Trình Cấm Sơn. Đây là một cái ngôi đền Cấm Sơn thuộc về cái vị trí của xã An Tường. Hiện nay là phường An Tường của thành phố Tuyên Quang. Trước kia là xã An Tường. Thì đây là một ngôi đền rất linh thiêng và lớn, mới được tu bổ lại. Hiện nay rất là các công trình, các cái hạng mục đều rất là tốt, mọi thứ đều chuẩn chỉ hoành tráng. Và bây giờ thì tôi sẽ chi tiết xung quanh ngôi đền này để cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Trước mặt chúng ta là một cái hồ Bán Nguyệt. Xung quanh cái hồ Bán Nguyệt này thì là có rất nhiều loại hoa đẹp. Đây, hoa vẫn đẹp. Còn trong hồ Bán Nguyệt thì có nhiều loại cá. Đấy, còn trước khi chúng ta đi vào bên trong thì chúng ta nhìn lại cái cổng đền. Đó. Cổng đền thì là có bốn chiếc cột trụ rất là to và có quốc kỳ ở cổng. Đây là cổng phụ. Còn phía bên tay phải của nhà đền thì là một cái nơi để hóa vàng, cũng xây dựng rất là lớn. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy du khách thập phương đến đây cúng bái và đi du xuân. Toàn bộ khung cảnh phía trong thì có những cái ghế đá rất nhiều để cho du khách đến đây có chỗ ngồi nghỉ ngơi. Có một đoàn khách đang vào đây lễ, chắc khách này là khách ngoại tỉnh, chưa biết là tỉnh nào. Đây là phía bên ngoài có lầu cô chín, lầu cậu bé. Còn phía bên kia là lầu cô bơ và quan sơn thần. Còn đây là chính điện. Phía hai bên chính điện thì là có hai bức tượng của hai tướng hộ pháp. Bên này một tướng hộ pháp, có thể tượng trưng cho một quan văn, một quan võ. Chúng ta có thể là sơ sơ review bên trong. Xin phép các ngài cho con được review cảnh để cho giới thiệu cho du khách biết về ngôi đền Trình Cấm Sơn.
hòm công đức, và đây là một ban thờ. Bản mệnh. Phía trong hậu cung thì cũng rất là hoành tráng, những pho tượng rất là đẹp, sơn son thiếp vàng, rất là hoành tráng, rất là cổ kính và uy nghi. Hậu cung. Đây là chính điện thì có rất nhiều các pho tượng, nhưng mà gọi là công đồng tứ phủ. Còn đây là triều đệ tứ. Còn là phía bên tay phải của chính điện thì là một cái quần thể hang động và các cái pho tượng rất là, nhìn thì rất là linh thiêng. Chúng ta có thể nhìn lên phía trên. Phía trên thì là có song xà, hai ông xà, một ông trắng một ông xanh. Vâng, có thể nói là rất là cổ kính và hoành tráng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra phía ngoài. Trước khi ra phía ngoài, chúng ta quan sát lại một lần nữa phía chính điện bên trong. Quan niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quan niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn đây có các cái sổ lưu niệm. Ta lại ra phía ngoài. Chúng ta một lần nữa quan sát quang cảnh bên ngoài của nhà đền. Còn đây là ban điều hành của điện. Nhưng mà Việt Nam mình đi để Việt Nam phải là cái chuẩn Trung Quốc là nhiều danh lam thắng cảnh hai một lần nữa lên Tây Tạng Còn du đây lịch là họ là cái gì du lịch ông thủ nhang của đền. Cái gì đây? xin kính chào đồng chí thủ nhang. Thủ nhang của đền chính là cũng là ông anh. Vâng, có thể. Ai đấy? Bác cả thế giới là biết đến bác rồi. Nhà của Em Trịnh Cấm Sơn. quay quang cảnh của đền Trịnh Cấm Sơn này để giới thiệu lên kênh Con YouTube. Đây là một trong những ngôi đền cổ kính linh thiêng của thành phố Tuyên Quang. Và khi du khách thập phương đến với đền Cấm Tuyên Quang thì chúng ta được chiêm ngưỡng phong cảnh với rất nhiều những cái hiện vật tâm linh của trong ngôi đền, đặc biệt là anh Thành là thủ nhang của đền, nhưng mà anh cũng là một thầy cúng rất là giỏi. Nữ đền này là bao nhiêu năm tuổi đời? Ôi trời, ai biết được lâu lắm. Cái lần trùng tu cuối cùng là năm 1934 thì cũng là trước đó. Tôi vẫn là thời Pháp cổ. Ừ.
À, năm 34 mới là năm sửa lại, thì trước đó nó đã có rất lâu rồi. Từ lâu chứ. Năm 34 là người ta làm cái cổ kính này nó lâu lắm. Đi lên Hoàng Triều Bảo Đại thì nó hồi chiều vậy, năm Giáp Tuất đấy. À đúng rồi, có một hàng chữ chữ nho ở trên không biết đọc. Hoàng Triều Bảo Đại. Mình còn có cái chuông cổ hay cái bia đá cổ nào đây không? Còn cái chuông cổ nó bé mà nó rộng để cất cái tôn tạo. Thế sao không để cái tôn tạo này, không làm một cái ấy để bày ấy anh? Hoàng Triều Bảo Đại tức là cũng là rất là lâu rồi. Tức là năm 1934 thì là đã tu sửa lại rồi. Thì ngôi đền này đã có từ trước đó lâu rồi. Chẳng qua là mình không biết đọc tiếng chữ Nho. Không biết đọc chữ Nho, chữ Nôm của các cụ mình không thể biết được. Đó, xin kết thúc clip ở đây. Mong tất cả mọi người hiểu về đền Cấm Sơn của thành phố Tuyên Quang. Tuyên Quang thì trên địa bàn thành phố cũng rất nhiều ngôi đền, như là Cảnh Xanh, rồi đền Đức Thánh Trần, đền Hạ, đền Thượng, nhiều. Nhưng mà đây là một trong những ngôi đền cũng khá lớn của thành phố, đó chính là đền Cấm Sơn. Và hy vọng là các du khách rồi xa gần biết được ngôi đền này và chúng ta về đây du xuân và có thể là lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, cũng như là cầu cho sức khỏe, rồi cầu làm ăn phát đạt tại ngôi đền Cấm Sơn này. Xin một lần nữa kính chào mọi người.